Hello em, hôm nay có việc gì đấy? Đến cửa hàng có việc gì em? Dạo này em Covid tốn kém quá, không có vợt gì chơi. À ừ. Anh bán em cái vợt tầm 2 triệu cái. Tầm 2 triệu. Đây tất cả các mã này đều là dưới 2 triệu đấy. Chú cần con nào, anh Nào, xúc cho con đấy. nào, 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 ninh đấy nhỉ. Quá tuyệt vời luôn. Cái nào cũng được anh, bán em cái. Ok. Ok Ok à. Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh YouTube của FB Shop. Ngày hôm nay, hôm nay là một ngày trời nắng à, chúng ta đang trong cái tâm điểm, nghĩa là rất là cao độ của tình hình dịch bệnh Covid. Nên là anh em cố gắng đeo khẩu trang, xịt cồn, rửa tay đó, để chúng ta giữ được cái sức khỏe cho mình, cho gia đình và cho toàn xã hội, để chung tay chúng ta sẽ chiến thắng Covid, Việt Nam để chiến thắng Covid. Thì như anh em cũng biết thì là tôi phải đeo khẩu trang để phòng ngừa cho các anh em ở trong cửa hàng. Nhưng mà xin phép là bây giờ anh quay phim là cách tôi khoảng 2 mét rồi. Thì tôi sẽ bỏ khẩu trang ra để nói chuyện với anh em cho nó dễ hơn. Chứ còn đeo nó khó nói chuyện mà nó hơi khó thở. Thì là tôi sẽ bỏ khẩu trang. Căn phòng anh em chúng tôi thì cũng không có ai đi linh tinh nhiều. Nên là chúng tôi sẽ bỏ khẩu trang để có thể nói chuyện với anh em dễ hơn. Ok, thì như cái đoạn đầu clip anh em cũng biết là người em của tôi đã vào mua một cái cây vợt tầm giá dưới 2 triệu của Yonex. Đó. Như anh em cũng biết thì từ trước đến nay Yonex là một cái thương hiệu vợt cầu lông và đồ cầu lông là đắt đỏ. Đấy, ai cũng nghĩ là vợt Yonex rất là đắt này, vợt Yonex là phải vài triệu, ngày xưa mua mất 1-2 chỉ vàng này đấy thì nó phải cao tiền lắm. Nhưng không phải, bây giờ Yonex đã cho chúng ta rất nhiều các mẫu vợt mà tầm giá dưới 2 triệu. Anh em hôm nay chúng ta sẽ đi cùng khám phá những cây vợt đó nhé. Thì cũng như cái phần một video clip trước thì tôi đã giới thiệu những cái cây vợt của Lightning rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang Yonex, dưới hai củ của Yonex. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em một số các cái mẫu của Yonex để anh em nắm được cái mức giá thì chúng ta đi mua nó, với cả sự lựa chọn của chúng ta sẽ có nhiều hơn. Đầu tiên, cái mức giá đầu tiên thì như anh em cũng biết, cái cây vợt tôi đã từng làm review rồi, cây vợt đàn em của 88 và của 68 thì là cây 38D và 38S có mức giá dưới 2 triệu của Yonex. Thì cái cây đấy là cây đầu tiên trong bảng xếp hạng, nhưng mà hiện tại ở FB Shop là đang hết cái mẫu sản phẩm đấy. Nhưng mà tôi vẫn nói lên để anh em có thể biết được cái cây vợt đấy. Cây vợt đấy chỉ hơn 1 triệu một chút thôi. Tiếp theo là anh em chúng ta sẽ tới với cái cây mã vợt mà đang làm mưa làm gió người đàn em của 88, đó là hai mẫu sản phẩm Astroke 68D và 68S. Vâng, thì 68D, 68S giá rất mềm thôi, giá chỉ dưới 1 triệu rưỡi thì anh em chúng ta có thể tham khảo. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với cái dòng vợt mà dòng vợt trung cấp duy nhất được sản xuất ở Nhật. Như anh em cũng biết là dòng vợt cao cấp của Yonex mới được sản xuất ở Nhật, nhưng mà đây là dòng trung cấp duy nhất được sản xuất ở Nhật, dòng vợt tua của Yonex. Thì tôi sẽ sắp xếp cho anh em để anh em có thể nhìn màu sắc cho nó dễ này. Các mã vợt tua thì đó, anh em vừa xem qua cái dòng tua, dòng vợt trung cấp duy nhất được sản xuất ở Nhật. Thì dòng tua này được cái là người ta phân cho anh em rất nhiều kiểu vợt đánh. Chẳng hạn như chúng ta ở đây có cây công thủ toàn diện, thì đó là tua
thì có tên là Asaber Tour 3300 và Asaber Tour 6600. Đây là các phiên bản màu sắc mới của 3300 và 6600. Đây là cây công thủ toàn diện. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với cái cây mà thiên về cái lối đánh phản tạt nhiều hơn, thủ đánh lưới nhiều hơn. Thì chúng ta có ở đây là cho chúng ta cũng hai cây vợt. À đâu? Ừ đúng, hai cây vợt. Đó là Nanoray Tour 9900 và Nanoray Tour 7700. Đó là hai dòng đánh phản tạt của dòng Tour. Tiếp theo cuối cùng là dòng thiên công rồi. Có công thủ toàn diện, có phản tạt thì phải có công. Tour 5500 và Tour 8800 là dòng thiên công. Voltic Tour 5500 và Voltic Tour 8800 là dòng thiên công. Thì đó, dòng vợt thiên công tầm các dòng vợt mà được sản xuất ở Nhật trung cấp thì đó là dòng vợt Tour của Yonex. Mức giá của nó thì cũng dưới 2 triệu nhé. Tất nhiên là phải dưới 2 triệu mới ở trong clip này rồi. Okay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với một cái dòng vợt mà dưới 2 triệu, đàn em của X99. Thì tất nhiên là anh em cũng biết là còn cây này còn một người đàn em nữa là X39, nhưng mà X39 hiện đang hết hàng như X38. Đấy, nên là X39 cũng là một cây vợt chỉ hơn triệu một chút thôi. Anh em có thể tham khảo nhé. Tiếp theo là đàn em của 99, X69. Một cây vợt thiên công. Ok, thì anh em chúng ta cũng đang đi lướt được khớ khớ nhiều vợt rồi đấy. Thì cuối cùng ở FB Shop các cái mã vợt vừa mới được về từ khoảng một tuần trước. Đấy, các cái mã vợt dưới 2 triệu mà hiện tại cũng đang là khá là hot hit trong thời điểm hiện tại. Đó là ba siêu phẩm Astroc lâu lắm mới xuất hiện, nhưng mà bây giờ FB Shop đã có rồi. AX6, Astroc 6, Astroc 7 và Astroc 9. Ba sản phẩm với màu sơn bóng thì tôi nghĩ là những cái sản phẩm này thì khó mà anh em nào có thể chê được. Mức giá thì cực kỳ phù hợp, bây giờ giá đã giảm cực kỳ ngon, cực kỳ đẹp cho tất cả các anh em. Ok, thì hôm nay đây là tất cả những cái mẫu vợt mà FB Shop hiện có tầm giá dưới 2 triệu của Yonex. Đó, thì tất nhiên là nó còn rất nhiều các mã khác, nhưng mà anh em chúng tôi thì hiện tại nó chỉ có những cái mã này là sẽ thường xuyên về, nó về được liên tục thì anh em chúng tôi sẽ báo là những cái mã này còn. Còn tất nhiên là rất nhiều các dòng nữa, chẳng hạn như Dura 77, 88, 99 nhưng mà hiện không còn, hay là Dura 6, Dura 7, các cái dòng còn rất nhiều dòng dưới 2 triệu nữa của Yonex. Tất nhiên là tôi biết là tất cả anh em biết rất nhiều các dòng nữa, nhưng mà hiện tại ở FB Shop thì anh em có thể tham khảo những cái dòng này, bởi vì luôn có sẵn. Đấy, anh em sẽ đến, nó không phải là anh ơi cây này còn không, mà chắc chắn những cái mã này thì thường thường sẽ về nhiều hơn. Đó, thì rất cảm ơn các anh em đã xem cái hết cái clip này hôm nay của FB Shop. Chúc anh em là có một tuần, một tháng mạnh khỏe, chúng ta cùng nhau phấn đấu để vượt qua cái đại dịch này. Chúc mọi người luôn luôn giữ vững cái tinh thần, đó là thể thao thì mới có sức khỏe để phục vụ gia đình và đất nước. Chúc anh em mà luôn luôn mạnh khỏe. Cái lời cuối thì nhớ anh em nhớ like, subscribe kênh YouTube của FB Shop nhé. Nó là cái câu truyền thống rồi. Anh em nhớ ủng hộ FB Shop để chúng tôi sẽ ra những cái clip chất lượng hơn cho anh em xem. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.